huy động toàn lực còn nước còn tát để cứu phi công người Anh mắc COVID-19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các đồng nghiệp và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm để điều trị phi công người Anh mắc COVID-19. Hiện bệnh nhân trong tình trạng nặng, suy đa tạng, phải can thiệp ECMO. Tại Trung tâm Quản lý, Điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, chiều ngày 7 tháng 4, các thành viên tiểu ban điều trị, hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm với các chuyên gia đầu ngành về hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp, đã hội chẩn công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Tiểu ban điều trị yêu cầu huy động tất cả trang thiết bị hiện đại, các loại thuốc tốt nhất dành cho các bệnh viện với mục tiêu hạn chế thấp nhất, không để bệnh nhân tử vong. Tại buổi hội chẩn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã xin hội chẩn về 2 trường hợp bệnh nhân nặng. Trong đó có trường hợp bệnh nhân 19, 64 tuổi, ở Trúc Bạch, Hà Nội, đã cai được ECMO, hỗ trợ tim phổi nhân tạo từ ngày 4 tháng 4, tình trạng hô hấp đang diễn biến tốt lên. Các bác sĩ điều trị tích cực hy vọng đến cuối tuần này có thể cai thở máy cho bệnh nhân này. Đối với bệnh nhân 161, 88 tuổi, ở Hưng Yên từ Bệnh viện Bạch Mai chuyển sang, đang được các bác sĩ khoa điều trị tích cực, theo dõi sát vì bệnh nhân tuổi cao có tiền sử xuất huyết não, tăng huyết áp, suy giảm miễn dịch. Đối với trường hợp bệnh nhân 91 quốc tịch Anh, là phi công hãng hàng không Việt Nam Airlines, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong tình trạng nặng, suy đa tạng. Bệnh nhân phải điều trị ECMO. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các đồng nghiệp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm.